xây tương thân tình trong đạo phần, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ thưa thầy, con xin mời thầy tiếp tục giảng về câu đời là bể khổ ạ. Thưa Đạo Phật, thầy cảm ơn con ha. Cái câu hỏi là một số người nói rằng khi Phật giáo nói đời là bể khổ, như vậy là Phật giáo bi quan yếm thế, tiêu cực. Thưa quý vị, không phải vậy. Câu trả lời ở đây là Phật giáo không bao giờ giảng về những cái điều bi quan yếm thế hay là tiêu cực. Bởi vì đời là bể khổ chỉ là một cái câu rất ngắn ở trong một cái bài giáo lý tương đối dài. Cứ lấy một cái thí dụ để chúng ta có thể hiểu được là trong giáo pháp tứ diệu đế, tức là bốn cái chân lý màu nhiệm, hay là nói tắt là bốn sự thật, gồm có thứ nhất là khổ đế, thứ hai là tập đế, thứ ba là diệt đế, và thứ tư là đạo đế. Khổ đế thì Đức Phật đã đề cập một cách trọn vẹn về cái thực trạng khổ đau của đời sống. Và trong đó Ngài có nói rõ gồm có ba khổ và tam khổ. Nhưng thưa quý vị, Đức Phật không dừng lại ở đó, mà Ngài tiếp tục dạy chúng ta để giúp cho chúng ta hiểu rằng là cái nguyên nhân nào đã đưa đến những cái nỗi khổ mà chúng ta thường đối diện trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang bị nhức đầu, như Đức Phật mới chỉ rõ cái lý do tại sao chúng ta nhức đầu. Rất có thể chúng ta ra ngoài lạnh với một cái thời tiết rất là thấp, mà mình không có trang bị đầy đủ áo ấm, cho nên mình bị nhiễm lạnh. Hay chẳng hạn là rất có thể chúng ta đứng ở dưới cái sức nóng của mặt trời trong một cái ngày mà nhiệt độ rất là cao, cho nên chúng ta bị ảnh hưởng, chúng ta bị nhức đầu. Rất có thể là cơ thể của chúng ta bị cảm, bị một cái gì đó, kể là chúng ta quá bị căng thẳng, thành thử ra mình thấy mình bị nhức đầu. Thì Đức Phật không nói, Ngài không chỉ nói rằng con đang bị nhức đầu, mà xa hơn, Ngài chỉ cái lý do mà con bị nhức đầu là như vậy đó. Giống như một quý vị bác sĩ, sau khi mà chẩn đoán bệnh nhân thì phải cho bệnh nhân biết nguyên nhân nào đã đưa dẫn đến cái hậu quả của cái bệnh trạng như vậy. Và cũng không dừng lại ở đây, Đức Phật đi xa hơn nữa, Ngài chỉ cho chúng ta một cái giải pháp thay thế đời này dễ đời khổ đau. Chúng bể đây là như là một cái biển đau khổ tràn ngập quá nhiều, cho nên gọi là đời là bể khổ. Nhưng mà nguyên nhân đưa đến cái khổ đó là khát ái, đó là tham dục, đó là vô minh. Mà trong tứ thập, trong tứ diệu đế đó, Đức Phật có nói về 12 cái nguyên nhân gọi là thập nhị nhân duyên. Và Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy có một cái cảnh giới hoàn toàn an lạc, chấm dứt khổ đau, đó là cảnh giới Niết Bàn. Ngài muốn chúng ta an trú trong cảnh giới Niết Bàn, chứ không phải là vĩnh viễn là nạn nhân của khổ đau trong cái cảnh giới Ta Bà này. Cho nên mình nói là đó là bởi khổ, khi Phật giáo dạy như vậy là bi quan yếm thế là không đúng. Nhưng khi đế cuối cùng là đạo đế, Đức Phật đã dạy cho chúng ta bằng cách nào để có thể an trú trong cảnh giới Niết Bàn, bằng cuốn đường nào, bằng cái giải pháp nào, mình thực hiện cái phương pháp nào để mình có thể chấm dứt sự khổ đau. Đức Phật đã chỉ ra một con đường gồm có 8 chi nhánh, đó là bát chánh đạo. Thứ nhất là chánh tri kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, thứ tư là chánh nghiệp, thứ năm là chánh bàn, thứ sáu là chánh tinh tấn, thứ bảy là chánh niệm, và thứ sáu là chánh định. Đó là cái phương pháp để giải thoát sự khổ đau, chấm dứt toàn bộ sự khổ đau. Nhưng mà trong Phật giáo còn có nhiều giáo pháp khác,
37 phẩm trợ đạo, những cái bộ kinh lớn, rất nhiều, có nhiều phương pháp lắm để chúng ta chấm dứt sự đau khổ. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ rằng là Phật giáo là cái đạo bi quan yếm thế thì cái điều đó nó không đúng với cái giáo lý mà Đức Phật đã khai thị. Đó là một cái điểm mà rất có thể có nhiều người ngộ nhận. Cho nên chúng ta còn phải tìm hiểu thêm để có thể hiểu một cách trọn vẹn về những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thì hai con có đồng ý không? Có đồng ý ví dụ như bây giờ thầy nói ô hai con là rất là giỏi. Khi mà thầy khẳng định Hà Tiên và Jesse Thảo Vy rất là giỏi, thì thầy phải nêu ra lý do tại sao mà thầy nói như vậy, phải không? Chứ còn thầy khen khơi khơi như vậy thì người ta không biết là ồ cái điều này có đúng hay không. Nhưng mà lý do tại sao giỏi là bởi vì tụi con đã học và có cái điểm rất là cao ở trường, được nhà trường cũng như là các cái tổ chức khác họ vinh danh, được tổng thống trao bằng khen vân vân, thì cái đó nó chứng minh rằng là tụi con là hai học sinh rất là xuất sắc, phải không? Đó. Rồi bây giờ thầy nói hai con là hai ca sĩ hát rất là hay, thì thầy phải chứng minh chứ. Tụi con đã ra CD, tụi con đã trình diễn trên những cái lễ hội lớn, trên những cái sân khấu có đông người xem và được nhiều người tán thưởng là giọng hát của tụi con hay, thì thầy mới nói là hát hay. Chứ còn nếu tụi con hát dở mà thầy nói hát hay là nó phản cảm, phải không? Còn nếu mà thầy nói tụi con dở thì thầy phải chỉ ra lý do nào mà thầy nói dở, hay là tụi con vui thì thầy phải chỉ cái lý do nào vui hay là khổ, thầy phải chỉ ra. Còn nếu mà nói khơ khơ như vậy thì không có thuyết phục được người nghe. Thì Đức Phật cũng vậy, khi mà Ngài nói rằng cuộc đời này là bể khổ thì Ngài phải chỉ để cho người ta thấy cái này nè là khổ nè. Chẳng hạn như bây giờ có một ai đó mơ ước làm một cái người con với tất cả cái tấm lòng hiếu thảo, nhưng mà vì hoàn cảnh, vì điều kiện sức khỏe hay là vì thế này thế kia, họ không thể hoàn thành cái trọng trách của họ. Như vậy họ khổ không? Khổ chứ phải không? Cảm thấy lương tâm cắn rứt, mơ ước có được cái này, có cái kia mà không đáp ứng được, thì cái đó nó tạo ra cái cảm giác khó chịu, gọi là cầu bất đắc khổ, phải không? Ví dụ như bây giờ tụi con đối diện với một cái người nào đó mà tụi con không ưa, không thích, chắc là tụi con còn trẻ thành cũng chưa có kẻ thù, phải không? Nhưng mà mình thấy cái người kia mình không thích mà cứ chạy theo hoài đối diện thì mình cảm thấy khó chịu, phải không? Khó chịu thì cái cảm giác mà khó chịu như thầy vừa trình bày trong tứ diệu đế gọi là oán tánh hội tụ khổ, những người mà thù oán nhau mà gặp nhau là một cái nỗi khổ. Ngũ ấm xí thành khổ, bản thân của cái đời sống này gồm có năm cái nhóm gọi là ngũ uẩn hay là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức là khổ, rồi sanh lão bệnh tử là khổ, rồi ái biệt ly khổ, tức là ví dụ như những người mà tụi con thương, chẳng hạn như ba mẹ hay là ông bà hay là anh chị em, một ngày nào đó phải vĩnh viễn chia tay, họ không còn sống trên thế gian này nữa. Đối diện với những cái sự chia lìa đó thì nó tạo ra một cái cảm giác rất là đau khổ, phải khóc phải không, phải buồn vân vân. Thì tụi con có ý kiến gì không chung quanh cái chuyện này không, hay là có gì cần chia sẻ thêm không? Thưa thầy con. Tụi con có đối diện với một cái đám ma nào trong gia đình chưa? Chưa có. Thì thành thử là chưa trải qua cái gọi là ái biệt ly khổ. Nhưng mà ví dụ như bây giờ tụi con có nuôi một con chó hay là con mèo hay ví dụ vậy, mà khi con chó con mèo mà con thương rất là cưng nó, nhưng mà nó chết rồi, tụi con có buồn không? Buồn. Đó, thì cái đó gọi là ái biệt ly khổ đó. Phải không? Đương nhiên là buồn thời gian rồi nó cũng sẽ hết. Nhưng mà nếu mà cái tình thương yêu mà mình dành cho những cái động vật
nhiều thì nó sẽ chiếm hữu cái trái tim của tụi con một thời gian cũng tương đối khá dài, chứ không phải là tự nhiên mà nó chấm dứt ở đó, phải không? Yeah. Ví dụ như bây giờ này, hai đứa con nuôi con mèo hay con chó, mà con mèo con chó nó bị chết thì tụi con sao? Nghĩ sao? Yeah. Con khóc. Khóc. Đó, khóp có là cái nó biểu tỏ cái tâm trạng buồn phải không? Dạ. Còn nếu mà Hà Tiên thì sao? Có cười hay là khóc? Dạ con khóc. Đó, con khóc. Thì đó, cái giọt nước mắt á nó chứng tỏ là cái nỗi buồn phải không? Nó thể hiện qua những cái dòng lệ. À, nhiều khi mình không muốn khóc nhưng mà nhìn thấy cái cốt của con chó mới ngày nào mình còn cho nó ăn, mình nó còn quấn quýt ở bên mình, nó còn đem hết cái lòng thương mến đối với chủ, nó coi nhà, nó chăm sóc, mà bây giờ nó đã trở thành một cái hũ cốt rất là nhỏ. Tự nhiên mình có cái cảm xúc mình không muốn khóc nhưng mà nước mắt cứ trào ra, thì cái đó là cái biểu tỏ, cái đó là cái dấu hiệu của những cái sự đau thương, bi cảm ở trong lòng khi mà chúng ta chứng kiến, chúng ta đối diện với một cái điều mà trong bát khổ Đức Phật gọi là ái biệt ly khổ. Nhưng mà nói rộng ra thì thưa quý vị, cái gì mà mình thích, mình ưa, chẳng hạn như cái xe hay cái nhà của mình tự nhiên bị hỏa hoạn, cái xe bị hư nát, hoặc là cái quần, cái áo, một cái bình hoa, thậm chí có những người họ yêu thích hoa quá, bình hoa như vậy khi bị vỡ xuống rồi họ nổi giận lên, họ xem trọng cái bình hoa hơn là những người thân quyến ở trong gia đình. Cái đó cho thấy là một cái ý thức thiếu trong sáng. Dù trong cái bình hoa quý trọng cách gì đi nữa thì cũng không có quý bằng cái tình người. Nhưng mà vì cái hoa bị vỡ do sơ ý của một cháu nào đó, mình nạt nộ vợ con hay là kình cãi trong gia đình, tạo một cái sự xào xáo lớn, thì đó là một cái điều là cho thấy là mình thiếu cái ý thức trong sáng. Cho nên thương yêu là một việc, nhưng mà mình phải biết tự chế để tránh những cái phản ứng không có thích hợp, tạo ra vô số những cái khổ đau khác, khó chịu khác. Dạ. Rất tiếc thời gian không cho phép thầy trò chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp, số phone hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Khiêu Hạnh. Và con tên là Hà Tiên, pháp danh Thường Duyên. Chúng con xin gửi lời chào đến Chư Tôn Đức, Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Và chúng con xin kính chào Thầy ạ. Xin Đà Phật, Thầy xin chào hai Phật tử Thường Duyên và Nhật Hiếu Hạnh, tức là ca sĩ Jesse Thảo Vi và ca sĩ Hà Tiên, phải không? Yeah. Hai con rất là giỏi, mùa hè mà vẫn dành thời giờ quý báu để giúp cho Thầy trong cái chương trình Sống Đời Sống Phật này. Đó là một cái điều phải nói rằng là rất là ý nghĩa và giá trị, đặc biệt là ở cái tuổi hay còn rất là trẻ như là hai con. Thầy xin cảm ơn hai ca sĩ trẻ rất là nhiều. Và xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ. Dạ, thưa Thầy, kính bạch Thầy, trong những chương trình Sống Đời Sống Phật trước đây, khi giảng về ý nghĩa Vu Lan, Thầy đã nói rằng đối tượng cứu độ sanh của Phật giáo không phải chỉ là những người thân mà còn bao gồm mọi thành phần. Như vậy thì có bình đẳng không? Vì trong mọi thành phần đó đều có cả kẻ thù của mình nữa ạ. Thầy cảm ơn Thường Duyên về cái câu hỏi vừa rồi rất là nhiều. Câu hỏi mà thưa quý vị, cháu Thường Duyên, tức là ca sĩ Hà Tuyên,
vừa nêu ra, đó là khi mà chúng tôi chia sẻ trong một số những cái chương trình trên đài truyền hình ABC, đặc biệt là nói về cái ý nghĩa của mùa lễ Vu Lan, thì chúng tôi đã thưa là cái đối tượng cứu độ của Phật giáo không phải là chỉ có một người, hai người. Cứ lấy một cái thí dụ, khi mà Đức Phật dạy cái phương pháp giải thoát sự khổ đau, Ngài không phải chỉ nhắm đến cái sự khổ đau của bà Thanh Đề, là mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên. Khi mà được Tôn giả Mục Kiền Liên thỉnh cầu Đức Phật dạy cho cái phương pháp nào để có thể giải cứu được mẹ của Ngài đang trong một cái cảnh giới rất là khổ đau, đó là cảnh giới ngạ quỷ. Thì từ đó, tức là Vu Lan duyên khởi đại hiếu Mục Kiền Liên, từ đó Đức Phật đã dạy cho cái phương pháp Vu Lan Bồ Đề giải thoát cá nhân của bà Thanh Đề, nhưng mà đồng thời cũng giải thoát vô lượng vô số khổ đau của hành hạ sa số chúng sinh ở nhiều cái cõi giới khác nhau. Bởi vì khi mà nói đến chữ Vu Lan thì chúng ta hiểu là Alumpina, có nên giải trừ những cái nỗi khổ rất rất là khổ đau, giống như là một cái tội nhân mà đang bị treo ngược. Mà khi mà chúng ta đọc đến cái đoạn đó, chúng ta hiểu ngay là Ngài muốn nhắm đến tất cả mọi loài chúng sinh đang bị đau khổ, chứ không phải chỉ cho một cái đối tượng duy nhất nào. Và khi mà nói đến mọi đối tượng thì nó bao gồm cả những người thân và kẻ thù. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra đây là có bình đẳng không? Nếu là người thân của chúng ta, họ đã từng giúp đỡ chúng ta, chúng ta thọ nhận những cái ân đức lớn lao của họ, chúng ta phải nỗ lực để mà cứu họ trong những cái lúc mà họ gặp khốn khó, khổ đau. Còn những kẻ thù của chúng ta, họ luôn luôn tìm cách để mà hãm hại, tìm cách để mà làm khổ chúng ta, thì lý do nào chúng ta phải cứu họ? Như vậy thì có phải là bất công không? Thiếu bình đẳng chăng? Thì đó là cái câu hỏi rất là sâu sắc. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật dạy ở trong Kinh Phạm Vọng rằng là tất cả những người phụ nữ đã từng là mẹ, là bà của chúng ta từ vô lượng kiếp ở quá khứ, tất cả những người nam đã từng là cha, là ông của chúng ta trong vô lượng vô số kiếp ở thế giới. Cho nên cái bổn phận và trách nhiệm của chúng ta là hãy giải thoát sự khổ đau của tất cả mọi người và mọi loài, bởi vì họ đã có một cái mối liên hệ mật thiết đối với chúng ta ở cái đời này hay là ở cái kiếp khác. Mà chúng ta thấy một đời thì rất là ngắn, có thể là 100 năm hay là 100 năm hơn, nhưng mà nói đến một kiếp thì thưa quý vị nó lâu dài lắm. Cứ lấy một cái thí dụ, một tiểu kiếp gồm có 16 triệu năm, một trung kiếp gồm có bao nhiêu, 20 tiểu kiếp không, thì cái số kiếp rất là dài. Mình nói là một kiếp người thì đó là một cách nói thôi, chứ một kiếp nó đến 16 triệu năm à, dài lắm thưa quý vị à. Và trong cái số lượng thời gian dài như vậy, chúng ta đã từng là bà con thân thuộc của nhau à, nếu mà không có thân thuộc bà con thì chắc chắn là ở trong một cái quốc độ nào đó chúng ta không thể gặp nhau được. Cứ lấy một cái thí dụ à, bây giờ ba chúng tôi ngồi ở đây à, có cháu Jesse Thảo Vy, có cháu Hà Thiên, không phải là ngẫu nhiên mà chúng tôi gặp ở đây, mà theo lời dạy của Đức Phật thì chúng tôi đã có những cái nhân duyên từ vô lượng kiếp ở quá khứ à. Ngày xưa đó, khi mà ở trên một nửa mảnh đất của Việt Nam, dù rất nhỏ, nhỏ hơn tiểu bang Cali này, nhưng mà chúng ta không gặp nhau. Qua bên đây mỗi người đi một cái diện khác nhau, mà chúng ta lại gặp nhau ở một cái ngôi chùa thân thương như thế này, thì cái điều đó cho thấy là đã có những cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là ngẫu nhiên. Không có bất cứ một cái sự kiện gì ngẫu nhiên
trên thế gian này mà tất cả đều do nhân duyên. Thành thử ra mình hiểu đến cái giáo pháp ví diệu mà Đức Phật đã dạy trùng trùng duyên khởi, thì mình thấy rằng là có một cái mối liên hệ rất là mật thiết. Chính vì vậy mà trong cái tâm từ bi bao la vô lượng, Đức Phật không có phân biệt. Chính đó là cái lý do tại sao mà chúng ta thường nghe đó, cửu quyền thất tổ quá khứ đa sinh phụ mẫu lũy thế oan thân tùng tư nhập thánh chi siêu phạt tự tử thừa ân cầu mong giải thoát. Dù là người thân hay là kẻ thù, thân hay là oan thù, mình cũng cầu nguyện nhân cái công đức thù thắng này mà họ giải thoát được những cái khổ đau, những cái ách nạn. Đó là tấm lòng đại từ đại bi bao la của Phật giáo. Thì cái điều đó nó cũng không phải là một cái gì ở bất công. Khi mà chúng ta thực hành một cái hành tế vật lầu xanh, chúng ta sẽ gieo một cái hạt giống tốt, và nhờ vậy mà nó sẽ nở ra những cái hoa trái rất là thuần thánh. Và những cái hoa trái thuần thánh đó nó không chỉ giúp cho bản thân của mỗi một chúng ta, mà nó còn giúp cho cả xã hội, giúp cho cả thế giới loài người, và nó rộng ra là cho cả muôn loài chúng sinh. Cho nên câu trả lời ở đây là không phải thiếu bình đẳng khi mà chúng ta đem hết lòng thành vô tất cả cái năng lực thanh tịnh, vô tất cả cái khả năng mà mình có thể để mà cứu độ tất cả muôn loài, không phân biệt và đó là thân hay là sơ. Kính bạch thầy, có một ít người vì nghe quý thầy giảng rằng đời là bể khổ nên đã bảo đạo Phật bi quan yếm thế, vì cho rằng đời là bể khổ, xin thầy hoan hỷ giải thích về vấn đề này ạ. Thầy cảm ơn Nhật Hiếu Hạnh đã hỏi cái câu hỏi rất là quan trọng này. Thì bây giờ thầy hỏi hai con, khi mà các con về chùa nghe quý thầy quý cô giảng, thật ra là ở nhà nghe ba mẹ nói cuộc đời là bể khổ, thì hai con nghĩ sao? Đạo Phật có bi quan không, có yếm thế không, có tiêu cực không, hay là tụi con có cái suy nghĩ gì về cái câu nói này đời là bể khổ? Bể ở đây tức là cái biển, chỉ cho cái sự đau khổ nó nhiều như là nước trong biển mênh mông lắm. Thì tụi con chắc là còn trẻ nên cũng chưa có gặp nhiều cái sự sầu khổ phải không? Yeah. Trước mặt tụi con là cả một màu hồng chứ không phải là màu trắng, không phải màu đen. Cứ nhìn thấy tương lai trước mắt là rất là sáng sủa phải không? Yeah. Rất là tươi sáng. Thành cũng chưa có những cái lúc mà tụi con cũng gặp những cái khó khăn, nhưng mà thực ra những cái khó khăn mà tụi con gặp nó chưa phải là lớn lao lắm phải không? Yeah. Nó chưa phải là một cái lực cản mà bản thân của hai con không có khả năng để vượt qua. Cứ lấy một cái thí dụ, trong một cái lớp học cũng có những cái bài toán khó giải, cũng có những cái bài học như là lịch sử hay giả là lý hóa vân vân, nó khó khăn, nhưng mà nếu mà tụi con đầu tư thời gian để mà học hỏi nhờ những người khác hướng dẫn thêm thì chắc chắn là có thể giải cái bài toán đó được phải không? Yeah. Thì nó không phải là một cái gì khó khăn lắm. Rồi bây giờ nếu mà thiếu tiền bạc thì còn có ba mẹ hỗ trợ phải không? Anh cũng chưa phải là một cái vấn đề lớn phải không? Tụi con có một cái nỗi khổ tâm nào mà tụi con không có vượt qua được không? Hai con có thể chia sẻ được không? Có cái gì mà nó khó khăn nhất mà khả năng của hai con không thể vượt qua được, không thể giải quyết được, không thể handle được đó, big problem. Có không? Dạ, chắc không. Dạ, có. Dạ, thưa thầy, con chưa nghĩ được. Chắc là không có, thành thử ra chưa có cái kinh nghiệm đó, phải không ạ? Dạ, chưa. Chưa có kinh nghiệm, thành thử ra là đúng cái câu hỏi mà khi nãy Jesse Thảo Vy hỏi đó, thầy cũng có nghe một số người nói như vậy. Quý thầy cứ giảng cái gì cũng là khổ, đời là bể khổ, sao mà chán quá. Nếu mà đời mà chỉ toàn khổ thì mình sống chi cho nó mệt mỏi. Đó là cái quan niệm của một ít người, một ít người vì không có nghiên cứu đầy đủ về những lời dạy của Đức Phật.
những cái giáo pháp của Đức Phật thì thưa quý vị sâu xa mầu nhiệm lắm, chứ không phải là chỉ gói gọn ở trong một câu nói ngắn đó là về khổ, mà nó còn mở rộng rất nhiều cái lĩnh vực khác, rất nhiều cái khía cạnh khác. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị về cái câu hỏi vừa rồi. A Di Đà Phật. Dạ. Xin quý vị đừng rời màn hình. Chương trình Sống Đời Sống Phật sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Xây thương thân tình trong đạo Phật.